Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong 10 tháng đầu năm 2024 đã có 10 cơ sở kinh doanh phòng khám tư nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký chữ bệnh viện trong tên doanh nghiệp vi phạm pháp luật, bị xử lý vi phạm hành chính. Theo số liệu của Thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm 2024 đến cuối tháng 10 đã có 10 cơ sở kinh doanh đăng ký chữ bệnh viện trong tên doanh nghiệp vi phạm pháp luật, bị xử lý vi phạm hành chính. Trong số đó có 6 phòng khám chuyên khoa gồm chuyên khoa mắt, chuyên khoa ngoại, chuyên khoa thẩm mỹ và chuyên khoa răng hàm mặt, 3 phòng khám đa khoa, 1 cơ sở chăm sóc da. Ngoài ra còn có 1 cơ sở hành nghề thẩm mỹ nhưng không có giấy phép hoạt động khám bệnh chữa bệnh. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thông tin thời gian qua trên địa bàn thành phố xuất hiện tình trạng một số phòng khám tư nhân sử dụng tên gọi có cụm từ bệnh viện trên các quảng cáo biển hiệu. Điều này đã gây nhầm lẫn cho người dân trong việc lựa chọn dịch vụ y tế, tiềm ẩn nhiều rủi ro về chất lượng và hiệu quả khám chữa bệnh tại các cơ sở này. Trong phiên thảo luận dự thảo luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi mới đây, nhiều đại biểu Quốc hội đề xuất miễn thuế cho hộ cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 200 triệu đồng một năm. Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội đã trình bày quan điểm, ghi nhận các ý kiến đa dạng về ngưỡng doanh thu chịu thuế. Nhiều đại biểu nhấn mạnh cần quy định cụ thể trong luật mức doanh thu miễn thuế để đảm bảo tính pháp lý và quyền lợi cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý quy định rõ trong luật rằng hộ cá nhân có doanh thu dưới 200 triệu đồng sẽ được miễn thuế giá trị gia tăng và đề xuất này sẽ được điều chỉnh phù hợp nếu chỉ số CPI biến động quá 20%. Cách đây 2 năm, na sầu riêng là loại quả Việt có giá đắt đỏ nhất, lên tới 450.000 đến 500.000 đồng 1 kg tùy loại. Khi đó, hàng khan hiếm, khách muốn mua đều phải đặt trước vài ngày. Nhưng nay loại quả này đã thành hàng có giá bình dân và bán đầy chợ Việt. Hiện na sầu riêng loại 1 size từ 1 đến 2 kg một quả có giá bán tại vườn là 80 đến 90.000 đồng 1 kg. Loại 2 size 400 đến 700 g một quả, giá đổ xỉ dao động từ 40 đến 50.000 đồng 1 kg. Mức giá này giảm còn một nửa so với vụ năm ngoái. Cùng với Hà Nội, nhiều tỉnh thành vừa có văn bản tăng cường quản lý việc sử dụng điện thoại di động trong nhà trường. Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng và các tỉnh Nghệ An, Tuyên Quang cũng đã có văn bản yêu cầu, ngoài việc thực hiện quy định của Bộ, các cơ sở giáo dục xây dựng nội quy, quy chế của trường, lớp học, quy định cụ thể việc quản lý, sử dụng điện thoại của học sinh trong giờ học và trong khuôn viên nhà trường đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả. Tổ chức quản lý điện thoại di động và các thiết bị thu phát sóng của học sinh trước khi vào tiết học đầu tiên của từng buổi học và gửi lại cho học sinh sau khi kết thúc buổi học. Trong các tiết học cần sử dụng điện thoại di động, các thiết bị thu phát sóng thì học sinh được phép sử dụng theo hướng dẫn của giáo viên. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh không đưa ra khuyến cáo chung, song nhiều trường trên địa bàn đã cấm học sinh dùng điện thoại di động kể cả giờ ra chơi. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa chấp thuận điều chỉnh thời hạn sử dụng trên thẻ miễn phí xe buýt cho nhóm người có công, người khuyết tật và người cao tuổi. Theo đó, thẻ miễn phí không thời hạn được áp dụng cho người có công, người khuyết tật và người cao tuổi. Trước đây, thẻ này có thời hạn 5 năm. Đối với nhân khẩu thuộc hộ nghèo, thẻ có giá trị sử dụng theo từng năm một. Việc đăng ký cấp mới, cấp lại thẻ hỏng, gia hạn thẻ cũ được áp dụng theo hình thức trực tiếp, trực tuyến và điện tử. Với hình thức trực tiếp, người dân cần nộp hồ sơ tại các điểm bán vé. Sau đó, hồ sơ được chuyển đến Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội. Các điểm bán vé sẽ trả thẻ cho người dân đăng ký. Thưa quý vị, nhờ áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, các mô hình trồng chè tại nhiều địa phương của tỉnh Thái Nguyên đang mang lại hiệu quả kinh tế cao. Và trong đó, mô hình sản xuất chè hữu cơ theo tiêu chuẩn Việt Nam là một điển hình. Áp dụng nghiêm ngặt, đồng bộ các tiêu chuẩn trong trồng, chế biến không chỉ giúp bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao sức khỏe cho người sản xuất và tiêu dùng, mà còn góp phần xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị, nếu như trước đây thì quá trình ghi chép tổng hợp được thực hiện một cách truyền thống trên giấy, thì đến bây giờ chỉ cần có hệ thống quản lý, nhật ký điện tử, cán bộ của Hợp tác xã Chè Hảo Đạt chỉ cần ngồi tại văn phòng cũng có thể quan sát và bao quát được toàn bộ quá trình trồng, chăm sóc, thu hái và chế biến chè của các hộ liên kết theo đúng cái tiêu chuẩn kỹ thuật đã đề ra. Vận hành được cái sổ nhật ký chăm sóc này, chúng tôi cung cấp cho các hộ dân, mỗi hộ dân một tài khoản, qua đó được kết nối qua điện thoại di động và các thông số chúng tôi cài đặt hết tự động. Ví dụ như công đoạn một phân thì người ta có thể là ở đây thông số, ví dụ như là cái lượng bón, phân bón này, rồi là người thực hiện này,
thời gian thực hiện này, rồi là quá trình là xác minh, là có thể dùng điện thoại di động chụp ảnh gửi về cho phía chúng tôi thì chúng tôi quản lý. Phần mềm quản lý trực tuyến với sơ đồ giải thửa vùng sản xuất, mã hóa các hộ tham gia, nhật ký nông hộ, nhật ký quản lý sản xuất được cập nhật đồng bộ, liên tục, không chỉ giúp Hợp tác xã trẻ Hảo Đạt chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động mà còn quản lý nghiêm ngặt quá trình sản xuất trên địa bàn 6 xã tham gia liên kết. Muốn nâng cao đời sống cho bà con thì chúng ta phải tuyên truyền bà con làm sao hiểu rõ hữu cơ có giá trị như nào, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng này, thế rồi là chất lượng chè được lan tỏa cho không những thị trường trong nước mà còn mang ra thị trường thế giới, cái sản phẩm được chứng nhận trên bao bì để khách hàng có thể uống và tin cậy vào cái sản phẩm chè hữu cơ của các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Năm 2023-2024, với quy mô 40 hecta, 104 hộ tại 7 hợp tác xã trên địa bàn toàn tỉnh tham gia mô hình sản xuất chè hữu cơ. Sau khi tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật theo tiêu chuẩn hữu cơ Việt Nam, Trung tâm Khuyến nông đã phối hợp với đơn vị cung ứng tổ chức cấp vật tư hỗ trợ cho các hộ tham gia thực hiện mô hình với tổng số vật tư hỗ trợ gồm 250 tấn phân hữu cơ vi sinh, 500 lít phân bón lá sinh học và 150 lít thuốc bảo vệ thực vật sinh học, đồng thời phân công cán bộ kỹ thuật phụ trách tại các điểm thực hiện mô hình, tiến hành hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các hộ ghi chép sổ sách, sử dụng bảo quản vật tư, phân bón có hiệu quả. Trước các bà con chăm sóc theo cái truyền thống mà bón theo cái hóa học thì thứ nhất là cái môi trường nó không được đảm bảo. Mà thứ hai là cái chất lượng của sản phẩm nó cũng chưa được nâng cao và cái độ an toàn thì nó cũng chưa được tuyệt đối. Sau khi chuyển đổi thì là thứ nhất là bà con nhận thức được là chính về cái thứ nhất là bảo vệ cái môi trường xung quanh, bởi vì toàn bộ những cái lương chè, những cái đồi chè là toàn xung quanh các hộ dân ở, thì chuyển sang hữu cơ thì là cái môi trường rất là trong lành. Đấy, thứ hai là cái chất lượng sản phẩm được nâng lên và cái giá trị sản phẩm cũng được nâng lên, vì đó là bà con cũng rất là hồ hởi phấn khởi thực hiện theo cái tiêu chuẩn chè hữu cơ của Việt Nam. Đánh giá của cơ quan chuyên môn, cây chè sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Việt Nam phát triển tốt, năng suất tăng dần, bình quân đạt từ 175 đến 180 tạ trên 1 hecta, chất lượng nâng cao nên giá trị sản phẩm tăng từ 22 đến 25% so với sản xuất chè theo phương thức truyền thống. Quá trình thực hiện mô hình cũng cho thấy những tác động tích cực đến môi trường sản xuất và môi trường sống như đất tơi xốp, nhiều mùn, nhiều vi sinh vật, giữ ẩm tốt. Trung tâm đã phối hợp với Ủy ban huyện, Phòng Nông nghiệp, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, các huyện, thành phố để khảo sát các vùng sản xuất chè. Thì nó cũng có cái khó khăn là với cái nhận thức của bà con nông dân thì sản xuất theo thông thường, theo lối truyền thống là nó đã từ lâu đời rồi. Đấy, theo tạo thành một cái thói quen. Thế do vậy là trong quá trình sản xuất thì nó có khó khăn về thay đổi cái nhận thức của bà con để làm theo cái sản xuất chè theo quy trình hữu cơ. Hiện nay thì đã có những cái quy trình, do vậy là bà con chỉ việc là tuân thủ theo cái quy trình sản xuất đấy thôi. Các hộ tham gia mô hình sẽ được chứng nhận sản xuất chè hữu cơ theo tiêu chuẩn Việt Nam, góp phần nâng tổng số diện tích chè hữu cơ của toàn tỉnh lên trên con số hơn 80 hecta như hiện nay. Ngoài ra, giá trị sản phẩm nâng cao cũng sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn các sản phẩm OCOP chủ lực có sức cạnh tranh trên thị trường. Hiệu quả kinh tế từ mô hình không chỉ giúp người nông dân nâng cao thu nhập và làm giàu bằng nghề chè mà còn bảo vệ sức khỏe cho chính người sản xuất, người tiêu dùng, thiết thực bảo vệ môi trường sinh thái, giảm thiểu biến đổi khí hậu toàn cầu, từ đó góp phần vào thành công của chương trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương của tỉnh Thái Nguyên. Thưa quý vị, hiện đang là thời điểm giao mùa, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm lớn, môi trường và độ ẩm không khí thay đổi đang là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, virus phát triển. Điều này cũng làm gia tăng các bệnh lý ở trẻ nhỏ, đặc biệt là các bệnh về đường hô hấp và viêm màng não. Tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh, số lượng bệnh nhân nhập viện đang tăng cao. Ghi nhận của phóng viên tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Bệnh nhi 8 tuổi này có tiền sử khỏe mạnh. Trước khi nhập viện, trẻ xuất hiện tình trạng đau đầu dữ dội, kèm nôn nhiều và sốt không thuyên giảm dù đã uống thuốc hạ sốt. Sau khi nhập viện, các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhi mắc viêm màng não nên đã nhanh chóng tiến hành khám lâm sàng, làm các xét nghiệm cần thiết. Kết quả xác định cháu dương tính với enterovirus, virus gây bệnh viêm màng não.
Sau gần 20 ngày điều trị theo phác đồ, bệnh nhi đã hồi phục hoàn toàn. Sức khỏe của cháu bây giờ cũng không bị đau đầu, không bị sốt và không buồn nôn nữa, tình trạng cháu khỏe dần lên. Những ngày đầu thì cháu bị nặng ấy, thì là một ngày truyền 3 lần. Còn dần dần cháu khỏe hơn, cháu đỡ hơn thì số lượng truyền thì giảm bớt đi. Không chỉ viêm màng não, trong những ngày gần đây, số trẻ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp như viêm phế quản, viêm phổi, hen phế quản cũng gia tăng đáng kể. Bệnh nhi 12 tuổi này được người nhà đưa đến cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng ho nhiều, khó thở, suy hô hấp. Sau khi thăm khám, bác sĩ kết luận bé bị hen phế quản và chỉ định cho thở oxy, khí dung. Đợt này thì đang giao mùa, mùa thu này giao sang mùa đông thì là rất là nhiều trường hợp các bạn bị kiểu hen phế quản như thế này ạ. Đặc biệt là những bạn có tiền sử trước đó. Về điều trị về bệnh nhân này thì các bác sĩ đang điều trị theo hướng hen phế quản kết hợp dùng thêm kháng sinh để phòng bội nhiễm nữa. Được biết trung bình mỗi ngày trung tâm nhi khoa Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tiếp nhận khoảng 50 đến 60 bệnh nhi. Thế nhưng từ đầu tháng 10 đến nay, số trẻ nhập viện đã tăng 30% so với cùng thời điểm năm ngoái. Đáng chú ý, số trẻ mắc bệnh viêm màng não có sự gia tăng đột biến. Trên thời điểm này, nếu trên ngày chúng tôi có khoảng 20 bệnh nhân nhập viện thì con số này có thể đến 3 bệnh nhân có nhóm nghi ngờ. Đấy, hiện tại khoa chúng tôi có khoảng 7 đến 8 bệnh nhân trên khoảng 70 bệnh nhân đang điều trị bệnh cảnh viêm não màng não và triệu chứng nổi trội lên là sẽ có sốt, có đau đầu và nôn. Đấy là 3 nhóm triệu chứng mà thường gặp nhất và cũng dễ phát hiện. Tuy nhiên thì nhóm triệu chứng này thì nằm trong bệnh cảnh của nhiều bệnh khác nhau. Thế nếu mà trẻ mà không được phân loại sớm hay đánh giá sớm của bác sĩ về chuyên khoa sâu về nhi thì sẽ khó khăn trong tiếp cận ban đầu. Một số trẻ có thể đến với tình trạng là đã muộn, có biến chứng nặng thì đó là nguy hiểm cho bé. Có những bé phải co giật, thở máy, các thứ là rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến phát triển của trẻ sau này nữa. Vào thời điểm giao mùa, sự thay đổi thời tiết thất thường là môi trường thuận lợi để vi khuẩn, virus sinh sôi phát triển. Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo các bậc cha mẹ cần chủ động tiêm vaccine cho trẻ đầy đủ và đúng lịch, bổ sung đầy đủ các nhóm chất dinh dưỡng, giúp tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ, giữ ấm, mặc quần áo phù hợp cho trẻ, hạn chế nơi đông người và đeo khẩu trang cho trẻ khi ra đường.